Tôi đến trường Đại học Xây dựng năm 1996 để mà duyệt cái chương trình SV của đội tuyển đấy, tham gia. Thì các bạn ấy biểu diễn cho tôi nghe cái bài We Are The World. Tôi nghe tôi thấy mê luôn. Tôi bảo tại sao lại tự nhiên lại có một cái ban nhạc mà phong cách hay như thế này, đúng như mình mong muốn ở các bạn sinh viên như thế này. Để sống có ý nghĩa hơn, dù mùa đông mùa xa, lá rơi như giọt máu đỏ. Những cái hoạt động của ban nhạc bức tường là họ luôn luôn họ kéo được sự chú ý của sinh viên. Cái thời gian đấy tôi nghĩ là cứ bức tường mà tổ chức biểu diễn ở đâu là sinh viên chắc chắn là đông nghìn nghịt luôn.